chào quý vị khán giả của chương trình Cuộc Sống Vẫn Tươi Đẹp. Quý vị thân mến, được trở thành một người cha, người mẹ là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Đi cùng với niềm vui luôn là trách nhiệm, nuôi nấng, chăm sóc và dạy dỗ những người con của mình. Trong chương trình số tuần này, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị câu chuyện về cuộc hành trình làm cha mẹ của những người khuyết tật. Để nuôi nấng những đứa trẻ thì họ đã phải nỗ lực rất nhiều. Và cuộc hành trình ấy càng trở nên chông gai khi những đứa trẻ sinh ra mang trong mình khuyết tật giống cha mẹ chúng. Nhưng với tình yêu thương bao la thì những người khuyết tật đã vượt qua mọi khó khăn để đồng hành và nuôi nấng những đứa con của mình, để chúng được trưởng thành với sự khỏe mạnh, vui vẻ và hạnh phúc. Đó là món quà ý nghĩa nhất mà họ nhận được từ cuộc sống này. Mới chỉ gần 2 tuổi, nhưng bé Huy Khánh, con anh Hào và chị Linh ở quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội đã phải luôn mang trên mình một cặp kính rất dày. Cặp kính này có tác dụng tạm thời thay thế thủy tinh thể bị mờ của bé. Bố và mẹ bé, anh Hào và chị Linh đều là người khiếm thị. Huy Khánh đã bị ảnh hưởng di truyền từ cha mẹ. Trước khi đến với nhau, anh chị cũng đã dự đoán con cái có thể sẽ giống mình. Nào, sữa mẹ nhé. Bố sữa không? Cún ơi, có không uống sữa thì mẹ cho bố nha. Trước khi mà quyết định đi đến hôn nhân thì cả hai vợ chồng chúng tôi đều đã cùng nhau đi kiểm tra, thăm khám tiền hôn nhân để được bác sĩ tư vấn. Tuy nhiên là bác sĩ cũng cho biết rất là rõ rằng là cái thị giác là cái thứ mà nó sẽ hình thành ở những giai đoạn cuối của thai kỳ, và những cái phương pháp sàng lọc thì cũng không thể đưa ra được hết những cái vấn đề đó từ những tháng thứ 2, thứ 3. Và tôi hiểu rằng là mình có sự chuẩn bị, thế nhưng phần còn lại nó thuộc về yếu tố may mắn thì mình cũng sẽ phải chấp nhận, phải đón nhận nó như một lẽ thường tình thôi. Tuy nhiên, ngay khi bé 1 tuần tuổi, gia đình anh chị đã phải đối mặt với cú sốc lớn khi biết tình trạng mắt của bé. Thật sự là cũng cảm thấy rất là sốc. Mặc dù mình cũng có lập mập mờ những cái nỗi lo ấy, nhưng mà khi mà thật sự là phải đối mặt với nó thì thứ nhất là cảm thấy sốc, và thứ hai là thấy rất là hoang mang, không thể kìm được nước mắt. Khi mà phát hiện ra tình trạng mắt của con như vậy thì tôi cũng chưa dám nói cho vợ mình biết ngay lúc đó, vì mới có 1 tuần kể từ ngày sinh cháu thôi, thì cũng sợ rằng là mình chia sẻ cái câu chuyện ấy thì sẽ khiến cho vợ mình hoang mang và ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều. Và tôi cũng vẫn chỉ nói với vợ rằng là mắt của con bình thường, nhưng mà bác sĩ bảo là chưa thể kết luận ngay được từ bây giờ, mà có thể phải 2-3 tháng sau mới kết luận chính xác được. Bản thân linh tính của người mẹ thì tôi cũng đã có những cái dự cảm không được lành, nhưng mà mọi người nói vậy thì tôi vẫn luôn tin là như vậy. Tôi cũng không muốn nghĩ một cái điều tiêu cực nào đó cả, nên tôi chỉ để trong lòng như vậy thôi. Nhưng mà đối với tôi thì cái thời điểm đấy, khi mà ôm con trong lòng thì tôi thấy rằng là dù là như thế nào, dù con mình có bị tật gì đi chăng nữa, thì cái sự yêu thương đấy nó cũng sẽ không hề thay đổi. Tôi vẫn sẽ luôn đồng hành với con dù trong bất kỳ hoàn cảnh như thế nào. Nên đến lúc chồng tôi rủ rỉ nói rằng là con bị mắt, bản thân lúc đấy rất buồn, nhưng tôi cũng nghĩ rằng không có cách nào khác ngoài cái việc là mình sẽ cố gắng cải thiện để làm sao có những cái bước tiếp theo được tốt nhất, để đồng hành với con tốt nhất trong quãng đường sau này. May mắn là em bé được can thiệp sớm nên tình trạng khả quan hơn cha mẹ. Nếu như cha mẹ của bé chỉ có thể nhìn rất mờ trong khoảng cách 2-3 mét đổ lại, thì thị lực của em bé có thể được cải thiện trong tương lai sau khi được ghép thủy tinh thể. Hiện giờ, ngoài một chiếc kính thì bé cũng không có gì khác biệt so với các bạn cùng trang lứa. Câu chuyện về thị lực của cháu thì cũng là một vấn đề mà chúng tôi cũng phải dành rất là nhiều thời gian, công sức vào để cùng cháu, để đồng hành với cháu điều chỉnh những cái vấn đề này. Thì khi mà phẫu thuật lấy cái thủy tinh thể bị đục ra khỏi mắt của cháu thì bác sĩ có chỉ định là cháu sẽ phải đeo kính để hỗ trợ thay thế cho thủy tinh thể đã bị tháo ra. Kính nó rất là dày, nó phải 14-15 độ. Rất là may là bé đã chấp nhận là đeo kính thường xuyên để quan sát
Và khi đến lớp thì lại sẽ có một cái vấn đề mà cũng lại khiến chúng tôi bận tâm nữa là một bạn nhỏ khoảng 8 với 10 tháng, lúc đấy bạn ấy bắt đầu biết đi thì cũng cái việc đeo kính là một cái gì đó nó rất là xa lạ với những bạn học cùng lớp như vậy. Thì cái chiếc kính đấy thì thường là bị các bạn cùng lớp sờ nắn rồi mở ra để xem. Thế thì cũng phải nhờ các cô giáo ở lớp để ý giúp, để giúp con không bị thất lạc mất chiếc kính, và để con luôn thường được đeo kính suốt cả một cái ngày đi học như vậy. Dù đã tốt nghiệp đại học ngành công tác xã hội loại xuất sắc và có một công việc ổn định, nhưng từ khi có con, anh Hào cũng tạm gác lại công việc yêu thích để tập trung cùng vợ chăm con. Sau khi mà học xong ngành công tác xã hội thì tôi cũng có một thời gian đi làm việc tại các văn phòng. Tuy nhiên là tôi cũng cảm thấy rằng là hiện giờ nếu mình muốn tập trung hết được các nguồn lực cho con thì mình cần có cái đầu tiên là thời gian. Lần đầu tiên mình làm cha làm mẹ thì sẽ rất là nhiều thứ bỡ ngỡ, rất nhiều thứ phải học. Đối với chăm sóc con trẻ hiện nay thì cũng có rất là nhiều các cái máy móc hỗ trợ, ví dụ như việc là cái bình thủy để đun nước pha sữa là đã có chế độ cài đặt sẵn để có thể cài đặt mặc định là ở 45 độ là mức nước cần thiết vừa phải để pha sữa cho con. Thì lúc đấy là cũng không cần phải dùng nhiệt kế để đo mỗi lần pha sữa nữa, và mình có thể dùng luôn nước trong bình để pha sữa. Để có thu nhập, anh Hào học thêm và làm dịch vụ vật lý trị liệu tại gia. Là một vận động viên cờ vua dành cho người khiếm thị, chị Linh thường xuyên phải xa gia đình đi tập luyện, thi đấu. Những lúc như vậy, anh Hào sẽ là người chăm con một mình. Những cái quãng thời gian đầu tiên khi mà đi công tác xa nhà thì thực sự là rất lo lắng. Vì thứ nhất là không biết là con xa mẹ thì con sẽ như thế nào, con có ngoan không, có nghe lời bố, nghe lời bà hay không. Xong thì tôi cũng phải dặn dò bà, dặn dò bố rất kỹ lưỡng là cách chăm sóc con như thế nào, các thói quen của con ra làm sao để có thể đồng hành với con. Và bên cạnh đấy thì tôi cũng phải làm tư tưởng với con trước, tức là trước khi đi công tác một tuần là phải nói chuyện với con rồi. Sẽ trao đổi là mẹ sẽ đi vắng, mẹ đi làm, thì con ở nhà với bố, với bà, con ở nhà ngoan, nghe lời, rồi mà khi nào xong việc mẹ sẽ về với con. Và dần dần như vậy thì con cũng dần quen với việc là tôi sẽ đi làm, sẽ không ở nhà. Và như vậy con ở nhà cũng hợp tác hơn với bố, với bà, và cũng ngoan ngoãn hơn. Cuộc sống của gia đình có 3 người khiếm thị cũng khá vất vả, khi gần như phải tự kiếm sống và chăm sóc lẫn nhau. Dù còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng anh chị chưa khi nào hối hận về quyết định kết hôn và sinh con của mình. Hiện nay, mong ước lớn nhất của anh chị không phải là những gì cao xa, mà đơn giản chỉ là trong tương lai, con mình có thể hòa nhập được với cuộc sống. Có rất nhiều người hỏi tôi rằng có muốn sinh thêm một em bé nữa hay không. Thì tôi cũng không thể trả lời một cách chính xác về với câu hỏi đó. Tại vì là tôi mong muốn rằng nếu mà có sinh thêm một em bé nữa thì phải xác định rằng mình tránh được cái nguy cơ bị ảnh hưởng sang cho cháu. Chúng tôi dự định rằng là sẽ dành hết những cái nguồn lực mà mình có thể ở thời điểm hiện tại để chăm sóc cho bé, làm sao để đảm bảo rằng con sẽ được phát triển đầy đủ nhất, và cái thị lực thì cải thiện hết khả năng có thể để con có thể đi học được, hòa nhập được với các bạn không khuyết tật khác. Con ném bóng cho bố nào. Ném bóng cho bố nào. Huy Khánh bé nhỏ mới sinh ra đã phải đối diện với thử thách khó khăn, nhưng con đã rất mạnh mẽ, vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Hạnh phúc với anh Hào, chị Linh giờ đây là chỉ cần được nhìn con sống vui vẻ, hoạt bát, cảm nhận được cuộc sống muôn màu. Bé Hào! Bé Hào bấu! Chào gấu! Bé Hào mở cửa! Đây!
cho cuộc sống còn bao nhiêu thử thách thì chị Linh vẫn luôn có người bạn đời ở bên cạnh chia sẻ niềm vui, nỗi buồn. Nhưng cũng có những người phụ nữ thì lại lựa chọn làm mẹ đơn thân. Vào phần tiếp theo của chương trình, chúng tôi mời quý vị cùng đến với một câu chuyện như vậy về một người phụ nữ khiếm thị. Khó khăn sẽ càng chồng chất khó khăn khi họ phải vừa đóng vai trò làm cha, vừa đóng vai trò làm mẹ cho một đứa trẻ. Nhưng dẫu cho có bao nhiêu thử thách khó khăn đi chăng nữa, thì người phụ nữ này vẫn luôn đặt niềm tin vào cuộc sống và nắm tay cô con gái nhỏ của mình tiến về phía trước. Dù mới vào lớp 1, nhưng từ vài năm nay, bé Tú Anh đã là đôi mắt của mẹ. Với chị Nguyễn Thị Thanh, bé vừa là con, vừa là bạn, kiêm cả trợ lý của chị trong cuộc sống. Chị Thanh là người khiếm thị bẩm sinh, đôi mắt của chị gần như không nhìn thấy gì. Sau khi tốt nghiệp đại học và có công ăn việc làm ổn định tại Hội Người Mù huyện Gia Lâm, chị chủ động quyết định làm mẹ đơn thân. Tôi là người khuyết tật, cho nên là tôi luôn mong muốn rằng là sau này mình sẽ có một em bé để có thể giúp đỡ mình trong cuộc sống và có thể bầu bạn với mình. Vì mình là người khuyết tật cho nên là mình không mong muốn và mình cũng không dám mong muốn là mình sẽ kết hôn và lập gia đình. Bởi vậy mình đã lựa chọn là mẹ đơn thân. Sau một thời gian mình có tâm sự với bố mẹ và nói là rằng là về vấn đề là mình rất là khó khăn trong vấn đề lập gia đình. Và khi mà lập gia đình thì nó cũng có rất nhiều vấn đề kéo theo đó. Bởi vậy là con rất là mong muốn bố mẹ có thể tôn trọng sự quyết định và tôn trọng cái mong muốn của con. Và sau một thời gian tôi có thể nói rằng là bố mẹ tôi đồng ý thì lúc đấy tôi quyết định là sinh em bé. Ngày mai con cầm thiếp đấy lên tặng cô, nộp cho cô nhớ chưa? Bé Tú Anh sinh ra khỏe mạnh, bình thường là niềm hạnh phúc lớn nhất của chị Thanh. Gia đình chị cũng giải tỏa được những lo lắng đè nặng trong lòng. Khi mà sinh bé ra mà bé lành lặn thì gia đình cảm giác rất là vui. Khi mà tôi mang thai thì gần như là bố mẹ rất là căng thẳng suốt trong cái quá trình tôi mang thai. Và cũng tìm rất là nhiều biện pháp để có thể xem là em bé có bị làm sao không. Tức là tìm những biện pháp để có thể xét nghiệm ngay từ khi mà mình mang thai. Nhưng mà các biện pháp đó thì cũng chỉ đưa cho bố mẹ tôi một cái kết quả là 75% là bình thường. Thì tức là còn 25% còn lại là bố mẹ vẫn rất là lo lắng. Và khi mà sinh em bé ra mà khi bác sĩ nói rằng là em bé bình thường, em bé không giống mẹ thì kiểu tôi cảm giác là bố mẹ rất là vui và bố mẹ nghĩ rằng là có thể đánh đổi đi mọi thứ thì cũng không có cái giây phút nào cảm thấy vui và hạnh phúc như vậy. Trong lúc em nó mang thai thì gia đình cũng lo lắng thì cũng đi xét nghiệm, cũng đi khám, đi xét cũng nhiều nơi. Thì là không biết là đẻ ra đứa con có được hoàn hảo hay không, cũng rất là lo lắng. Nhưng mà may mắn là mẹ cháu sinh ra cháu thì là một người bình thường. Những ngày đầu làm mẹ, chị Thanh được sự hỗ trợ của mẹ đẻ. Nhưng qua thời gian, chị đã dần học được cách tự chăm con và nuôi dạy con. Bài 19, sách kết nối tri thức, tập 1, tiếng Việt 1. Dù không nhìn được, nhưng nhờ sự hỗ trợ của các công nghệ và phương tiện hiện đại, chị đã có thể tự mình làm việc nhà hay thậm chí là tự dạy con học. Cho số 1 với cả số 2 con điền dấu nào nào? Con điền dấu bé ạ. Vì sao? Vì số 1 bé hơn 2 ạ. À đúng rồi. Khi mà mình mới sinh em bé thì có rất nhiều các công nghệ để sử dụng. Ví dụ như là máy tiệt trùng bình sữa này, hay máy đun nước này, hay là các công nghệ như kiểu là máy giặt để giặt quần áo. Thì những công nghệ đấy bây giờ có một cái rất là tính năng rất là hay là có thể là sử dụng trên điện thoại. Tức là có một cái app, khi mình tải app đấy về và liên kết với điện thoại thì mình có thể thao tác các bước trên điện thoại để có thể sử dụng các máy, ví dụ như máy hâm sữa hay là máy tiệt trùng hay là máy giặt. Đấy là những thứ mà có thể hỗ trợ tôi rất nhiều trong vấn đề dạy con, hoặc là điện thoại thông minh hay là máy tính cũng hỗ trợ rất là nhiều trong việc là ví dụ tìm kiếm các tài liệu để nuôi con.
Tuy nhiên, cũng có những việc như hướng dẫn con vẽ hay viết chính tả, chị vẫn cần phải nhờ đến sự trợ giúp của người thân. Cô có cách một tờ mặt. Chéo sang một ô ly. Cũng viết nét thắt ngang sang, rồi vòng xuống, không thôi phải rồi. Cơ chữ vẫn hơi to. À vâng. Thế Suka nghe bác bảo gì chưa? Mai con phải để ý hơn nhá. Việc đưa đón bé Tú Anh đi học cũng cần sự trợ giúp của bà ngoại. Với tư tưởng tiến bộ, chị Thanh không đặt kỳ vọng sau này con phải chăm sóc, bù đắp lại cho mình. Mình muốn sinh em bé ra là mình cần một người đồng hành với mình. Chứ mình không mong muốn rằng là sau này bé đấy có thể... Tức là mình không quá đặt nặng trong cái vấn đề là mình sinh ra một bạn nhỏ và sau này bạn ấy phải có trách nhiệm để nuôi mình. Và nếu bạn ấy không nuôi được mình thì mình sẽ cảm thấy rất buồn và rất thất vọng, hay là mình sẽ bảo là bạn ấy bất hiếu hay gì. Mình muốn sinh em bé ra vì mình cần có một người đồng hành với mình. Cần có một người có thể trải qua những quãng thời gian trong cuộc sống với mình, trải qua những bước ngoặt trong cuộc đời của mình. Chứ mình chỉ mong rằng bạn ấy sau này lớn lên, bạn ấy có thể tìm được những công việc làm, nuôi sống được bản thân, có thể lập gia đình. Từ khi sinh ra, bé Tú Anh là món quà lớn nhất mà cuộc sống dành cho chị Thanh. Bé là động lực để chị vượt qua mọi khó khăn. Có nhiều khi mình cảm giác như mình không muốn tiếp tục nữa. Mình không cảm giác như kiểu vô định, kiểu bị mất phương hướng ấy. Thì những lúc đấy mình lại nghĩ đến việc là mình kiểu khi đấy mình lại nghe bạn ấy kiểu bạn ấy gọi mẹ ơi, hay là bạn ấy có những cái cử chỉ yêu thương ấy. Hoặc là có những khi mà tôi đi làm, có những thời điểm mà tôi phải làm tầm độ 16/24 tiếng. Thì tôi cảm thấy rất là mệt, nhưng mà khi mà bước chân xuống xe, đi vào trong nhà thì bạn ấy chạy ra ôm mẹ và nói là con yêu mẹ đã về. Thì tức là những lúc đấy thì tôi cảm giác là bao nhiêu cái khó khăn hay mệt mỏi của tôi nó dường như là tan biến hết. Tình mẫu tử thiêng liêng chính là động lực để những người mẹ khuyết tật như chị Thanh vượt qua mọi nghịch cảnh, vươn lên trong cuộc sống. Được may mắn như bé Tú Anh, bé Bảo Anh mà quý vị sẽ gặp trong phóng sự ngay sau đây mang trong mình một tổ hợp gen tạo ra dạng khuyết tật nặng nề hơn cha mẹ của mình là anh Cường và chị Vân. Cha mẹ của bé đã phải nỗ lực phi thường để giữ lấy tính mạng của con với hy vọng sẽ được chào đón con đến với cuộc đời này. Bé Bảo Anh, con anh Cường, chị Vân từ khi sinh ra đã gắn liền với bệnh viện và các loại thuốc men. Anh chị đều là người khuyết tật về vận động và hình thể. Cháu Bảo Anh sinh ra mặc dù không bị di truyền giống cha mẹ, nhưng cháu lại mắc một căn bệnh vô cùng hiểm nghèo, teo túi mật bẩm sinh. Khi cháu chỉ hơn 1 tháng tuổi, anh chị đã phải đứng trước quyết định sinh tử của con mình. Lúc đó thì bác sĩ có nói là bây giờ tỷ lệ mổ phẫu thuật đường mật cho con thì con sẽ sống được độ khoảng 50%. Còn 50% thì con sẽ ra đi trước 1 tuổi. Thì lúc đó hai vợ chồng cũng không biết làm thế nào cả. Cũng đi tìm hiểu, cũng hỏi han các gia đình khác, cũng nghe lời tư vấn từ ông bà, bố mẹ. Thì mọi người đều nói là thôi con ạ, con bé con đã bị như thế rồi thì coi như con nó không có duyên với mình. Có nhiều bậc phụ huynh có đồng cùng cảnh ngộ thì khuyên vợ chồng tôi là không nên phẫu thuật cho con mà hãy mang con về. Vì họ nhìn vợ chồng tôi, họ nghĩ vợ chồng tôi không có điều kiện để tiếp tục khoảng thời gian dài sau phẫu thuật. Nhưng mà với cái suy nghĩ lúc đó này, vợ chồng tôi có thể làm được gì cho con để với hy vọng là sau này có thể bệnh của con sẽ tốt lên, các phương pháp điều trị sẽ tốt lên và con sẽ được sống khỏe mạnh như mọi người. Vợ chồng tôi vẫn quyết định để phẫu thuật cho con. Này con ơi. Ca mổ đã thành công trên cả dự kiến. Em bé sau một thời gian đã có thể điều trị ngoại trú, chứ không phải nằm viện suốt đời như tiên lượng trước đó.
Tuy nhiên, bé vẫn phải đi thăm khám và dùng thuốc thường xuyên. Bên cạnh đó, chế độ ăn uống của em cũng phải kiêng cữ khá ngặt nghèo. 6 năm đã trôi qua, nay bé đã vào lớp 1. Khó có thể kể hết được những nỗ lực của anh Cường, chị Vân để nuôi cháu lớn khôn như ngày hôm nay. Y Chi Huyền. À, bài 14 rồi à? Bảo anh đọc cho mẹ nghe xem nào. Sau khi mà em bé đã đi học lúc 1 tuổi rưỡi thì chúng tôi rất là lo lắng. Mới đầu chúng tôi đến 2 trường thì 2 trường đều nói là không thể quan tâm được như vậy, tại vì các bạn đều có ăn chế độ ăn chung. Sự thật là như thế thì chúng tôi đã mất niềm tin vào cuộc sống, chỉ sợ con sẽ không được đối xử như các bạn bình thường và sẽ không có môi trường nào có thể để quan tâm được con như thế. Thế thì sau khi tìm được một trường mầm non mà con theo suốt được 6 năm đến tận bây giờ thì rất may mắn là ngôi trường đấy luôn luôn theo sát bố mẹ, theo sát chúng tôi và hỏi han chúng tôi về chế độ ăn của con, khiến chúng tôi rất là yên tâm. Hiện nay, vợ chồng anh Cường, chị Vân đang làm công việc chỉnh sửa ảnh trên máy tính. Tuy thu nhập cũng không thật cao, nhưng anh chị tự tin lo được cho gia đình, ngay cả khi sinh thêm cháu thứ hai. Khi bé Bảo Anh vào lớp 1, bé đã nhận thức được sự khác biệt của bố mẹ mình. Bé có tâm lý ngại với các bạn khi bố mẹ đưa đón. Bye bye. Con bị trêu ở lớp. Sau nhiều lần giải thích và phân tích với con thì con đã lấy lại được bình tĩnh và tự tin hơn, là chấp nhận với việc bố mẹ sẽ chở mình đến lớp và đưa mình vào lớp. Thì từ đó thì con cũng biết giải thích cho các bạn hiểu hơn. Thì các bạn đã dần dần chơi được với con và không có trêu chọc con nữa. Và con rất vui vẻ. Em rất thích đi học với bố mẹ. Và em rất thích đi đến trường, gặp các bạn, chơi với các bạn. Em rất yêu bố, yêu mẹ, yêu em trai. Em ước mơ em muốn làm mát thì em giúp đỡ mọi người và giúp đỡ cho cha mẹ. Cuộc sống quanh ta có biết bao nhiêu là khó khăn và thử thách. Nếu yếu đuối, chắc chắn cuộc sống sẽ đi vào ngõ cụt. Trước khó khăn, thử thách, anh Cường, chị Vân đã rất bản lĩnh để chèo chống đưa con thuyền gia đình đến bến bờ hạnh phúc. Quý vị khán giả thân mến, tình yêu thương mà cha mẹ dành cho con cái luôn bao la như trời bể. Để có thể tự chủ trong cuộc sống và chăm sóc con cái của mình, thì cha mẹ là những người khuyết tật luôn kiên cường và mạnh mẽ. Với tình yêu thương và nỗ lực vượt bậc thì họ đã trở thành những điểm tựa cho con cái của mình, đặc biệt là những đứa trẻ mang trong mình khuyết tật như cha mẹ chúng, đã giúp cho những người con của mình tìm ra những điểm mạnh riêng và tiến về phía trước. Ở chiều ngược lại thì chính những thiên thần nhỏ ấy đã trở thành nguồn sống, nguồn động lực để cha mẹ chúng vững bước trên đường đời. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình Cuộc Sống Vẫn Tươi Đẹp số lần này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.